trần dị phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston sinh nhật ký chiều hôm nay được phát hình và phát thanh từ thành phố hưu sinh trước hết cảm ơn tất cả bạn bè khán giả ở khắp nơi đã chọn channel của phong để theo dõi các bản tin hàng ngày các bài nói chuyện phân tích đối chiếu so sánh trên tinh thần chủ quan của phong cũng như là phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin cảm ơn mọi người rất là nhiều và như thường lệ mỗi buổi chiều vẫn có hai đề tài liên quan tới thời sự và đề tài ngày hôm nay vẫn là khu vực đang được xem là tình trạng nóng bỏng ở tại á châu quý vị trong ngày hôm nay tôi có mấy bản tin mà đã liên quan tới tình hình á châu cho thấy khu vực á châu thái bình dương đang có thể trở thành một cái uh, trung tâm của các cái uh, xung đột nóng bỏng ở tại á châu thái bình dương đầu tiên hết mà sáng nay tôi có đoàn tin đó là hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã tới Nam Hàn để tham gia cuộc tập trận và trong đó thì chiếc hàng không mẫu hạm nguyên tử của Hoa Kỳ là USS Ronald Reagan đã tới bến cảng Busan của Nam Hàn vào ngày thứ sáu trước khi mà hai quốc gia bắt đầu tham gia cuộc tập trận mà trong đó gia tăng cái sự thắt chặt về vấn đề quân sự của họ, đối phó với những sự đe dọa từ Bắc Hàn. Cuộc tập trận này là lần đầu tiên chiếc chiếc hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã đến khu vực này từ năm 2017 và cách đó khoảng 5 năm thì đã từng có ba cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ có bao gồm luôn chiếc cả Ronald Reagan đến tham gia cuộc tập trận hải vân với Nam hàng để đối phó với cuộc thử nghiệm về nguyên tử của và hỏa tiễn của bắc Hàn đây là một trong những cái tin đầu tiên mà sáng nay tôi đã có loan cho quý vị và bản tin thứ hai đó là bản tin mà tổng thống Philippines và của Hoa Kỳ đã có cái cuộc gặp gỡ bên lề cái Đại hội đồng Liên hiệp quốc và trong đó thì phía ông Biden cho biết là sẽ cam kết bảo vệ cho Philippines trong cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với tân tổng thống của Philippines. Quý vị, ông Biden nói rằng Hoa Kỳ sẽ cam kết bảo vệ cho Philippines trong cuộc gặp gỡ lần đầu tiên với tổng thống Philippines. Ông Joe Biden đã tái xác nhận Hoa Kỳ sẽ có cái lời cam kết để bảo vệ Philippines trong cuộc đối thoại song phương lần đầu tiên của hai nhà lãnh đạo và nhà lãnh đạo mới của Philippines và ông đang tìm cách gia tăng cái mối quan hệ đồng minh của Hoa Kỳ và Philippines. Trong ngày thứ năm thì ông đã gặp gặp gỡ với ông Ferdinand Marcos Jr. ở bên lề của cái đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York và ông Marcos là con trai của nhà lãnh đạo đông tại Philippines, vốn đã nhận chức vào ngày 30 tây tháng 6. Hai nhà lãnh đạo thảo luận về tình trạng trên biển Đông và việc ủng hộ cho cái quyền tự do hàng hải và kể cả trên không phận trong cái giải pháp uh, hòa bình uh, ôn hòa và trong đó đã được đưa ra bởi tòa bà đốc và đôi bên thảo luận về việc gia tăng hợp tác song phương về vấn đề an toàn năng lượng khí hậu uh, hành động cho khí hậu toàn cầu và vấn đề hạ tầng cơ sở và ông biden uh, đã nói rằng philippines cần phải cảm ơn uh, về việc mà philippines đã lên án cuộc chiến của nga xâm lăng ukraine quan hệ giữa hoa kỳ và philippines uh, vẫn như trước đó và có chiều sâu hơn chúng tôi vẫn uh, có một cái thời gian đã gây khủng hoảng tuy nhiên sự thật thì mối quan hệ này vẫn thể hiện rất rõ và trong đó thì ông ma có trước đó thì đã nói rằng quan hệ của hoa kỳ và philippines là đồng minh và giá trị của ông của hoa của, của cái hoa kỳ và vai trò của hoa kỳ trong cái việc mà à, giữ gìn ổn định ở khu vực à, 100 trăm năm mối quan hệ của Philippines và của Hoa Kỳ vẫn tiếp tục và chúng ta đang đối diện với những thách thức trong cái thế kỷ mới và kể cả chúng ta đang qua uh, quan sát trong những tháng qua ông đã lên tiếng cho biết như trên và trong đó thì ông Marcos đã nhắc lại cái uh, việc mà cái phán quyết năm 2016 liên quan tới bãi cạn Scarborough mà Trung Quốc đã chiếm đóng trong đó thì ngày hôm kia ông đã lên tiếng và ông nói rằng bất kỳ một cái cơn khủng hoảng nào xảy ra tại Philippines chúng tôi đều phải ngó tới Hoa Kỳ và đều cái tìm kiếm tới Hoa Kỳ và không có Hoa Kỳ, Philippines không phát triển được. Đây là lời khẳng định của Ferdinand Marcos và cũng nói rõ cái lập trường của Tân Tổng thống Philippines kể từ khi ông nhận chức ngày 30 tháng 6. Cùng một lượt, quý vị, Trung Quốc đã tăng cường cái uh, những cái uh, trạm quân sự của họ, đặc biệt là những cái nơi mà để đậu tất cả những cái tiềm tủy đỉnh của họ ở trên khu vực Hải Nam ở biển Đông, quý vị trung quốc đã gia tăng các cái căn cứ về tìm thủy đỉnh của họ ở gần biển đông hình ảnh ở cho thấy và trên đây thì quý vị nhìn thấy đây là cái hình ảnh của satellite thì quý vị đây là những cái uh, trụ xi măng được xây ra để đón những cái tìm thủy đỉnh của trung quốc và quý vị nhìn thấy rất là nhiều ở đây họ xây ra thêm quý vị thấy một hai ba bốn có năm cái và ở trong đây cứ uh, họ thấy rất là rõ ràng và trong đó thì trung quốc đã gia tăng cái uh, căn cứ tìm thấy quân sự của họ ở gần biển đông hình ảnh của satellite đã cho thấy và trong đó thì có thêm hai cái nữa với cái chiều dài nằm ngay tại cái uh, biển Hải Nam ở uh, khu vực tỉnh Hải Nam tức là cái hình này đã chụp xuống từ satellite cho thấy là Trung Quốc đã tăng cường cái sự hiện diện của họ trên biển đông cùng một lượt thì Hoa Kỳ đã có cuộc tập trận ở khu vực phía bắc của Đông Bắc Á và cuộc tập trận này diễn ra ở đâu cũng như là căn cứ quân sự của Trung Quốc ở đâu thì bây giờ chúng ta lại mở bản đồ lên để chúng ta tìm hiểu rõ tất cả những cái uh, diễn biến đang xảy ra Rồi lúc đó chúng ta mới phân tích xem là Á Châu liệu có bùng nổ một cuộc xung đột quân sự trong một cái giai đoạn ngắn sắp tới hay không Ok quý vị bây giờ chúng tôi mở cái bản đồ lên cho quý vị xem Đây là bản đồ của khu vực biển Á Châu ở dưới đây là Đài Loan, ở trên đây là Nam Hàn và Busan Đây là cái bến cảng mà hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ đã có mặt tại đây và họ sẽ tập trận ở khu vực này tức là khu vực nằm ở biển Busan của Nam Hàn và trong đó quý vị thấy là nó rất gần với Bắc Hàn và nó gần với Nhật Bản luôn, gần ở Hiroshima luôn. Thì quý vị, đây là cái hàng không mẫu hạm nguyên tử của Hoa Kỳ là chiếc USS Ronald Reagan và họ tập trận ngay tại khu vực này. Ok quý vị, đó là cái cuộc tập trận của Hoa Kỳ và Nam Hàn diễn ra. Trong khi đó, kéo xuống đảo Hải Nam. Đây là đảo Hải Nam và quý vị, các cái căn cứ quân sự của Trung Quốc là nằm dọc theo ở khu vực này quý vị. À, đây là được xem là uh, Trung Quốc gọi khu vực này là Tam Sa tức là uh, cái đảo, uh, cái quận Tam Sa và tất cả những căn cứ quân sự của Trung Quốc đều nằm ở đây, quý vị, ok? quý vị nhìn thấy uh, ở khu vực này thì tất cả những cái uh, trạm mà gọi là những cái căn cứ dành cho tiềm tiêu đỉnh tức là tìm tiêu đỉnh của Trung Quốc sẽ hoạt động trên biển đông và quý vị đây là quần đảo Hoàng Sa rất là gần, và quý vị nhìn thấy từ Hải Nam xuống quần đảo Hoàng Sa rất là gần và <laughs> các tìm tiêu đỉnh này có nhiệm vụ là hoạt động dưới lòng biển ở toàn biển đông bao gồm cả khu vực ở ra đối diện với biển Việt Nam và kể cả họ vòng qua bên đây ở khu vực trường đi xuống Trường Sa và gần với khu vực của Philippines và xuống tận ở cực Nam tức là gần cái khu vực của à, à, do phía Indonesia quản trị thì cứ bị rung vào thì cứ vị thấy rất nhiều những cái đảo nhỏ ở đây khu vực này là khu vực quần đảo Trường Sa và đang là có sự tranh chấp của năm quốc gia và vùng lãnh thổ năm quốc gia là có trung quốc việt nam à, philippines brunei và malaysia thì quý vị bên đó thì cái vùng lãnh thổ là đài loan cũng có sự tranh chấp chủ quyền tại đây ok quý vị mở bản đồ lên chúng ta đã thấy được cái diễn biến ở khu vực á châu thái bình dương hoa kỳ với lại nam hàn đang tập trận ở trên khu vực biển busan nơi mà đang có dự đoán ở khu vực này là trong vài ngày nữa có thể phía Bắc Hàn sẽ đưa tìm tủy đỉnh của họ ra biển và bắn thử các hỏa tiễn đạn đạo của họ ở phía đông của Bắc Hàn. Cùng một lượt thì quý vị, Trung Quốc đã tăng cường các hoạt động của tìm tủy đỉnh của họ ở trên khu vực Biển Đông. Đây là sự gọi là đối phó và đôi bên kềm chế lẫn nhau trong những sự kiện đang xảy ra trên eo biển Đài Loan. Giống như tôi đã nói trong các cái livestream trước đây, là ngày 1 tây tháng 10, ngày 10 tây tháng 10, và ngày 16 tháng 10, đây là cái giai đoạn quan trọng có thể sẽ có những cái căng thẳng tăng thêm một tầng nữa liên quan tới đảo quốc Đài Loan. Do đó, Bắc Kinh đã bắt đầu tụ tập các tiềm thủy đỉnh của họ ở phía nam. Và phía đông bắc thì vẫn còn cái hàng không mẫu hạm của Trung Quốc ở đây. Liêu Ninh rồi Sơn Đông và cái hàng không mẫu hạm mới nhất lấy cái tên là Phúc Kiến thì đang nằm ở phía đông. Có nghĩa là họ có thể đưa những cái hàng không mẫu hạm này xuống eo biển Đài Loan cũng như các cái tiềm thủy đỉnh của Trung Quốc từ ở đảo Hải Nam có thể bọc lên cái đảo quốc Đài Loan. Giữa lúc mà các chiến đấu cơ của Trung Quốc và các tàu chiến của Trung Quốc mỗi một ngày vẫn xuất hiện xung quanh eo biển Đài Loan. Thì quý vị, đây được xem là một trong những cuộc à, gọi là thách thức của Hoa Kỳ, các đồng minh và đối tác với Cộng sản Trung Quốc. Mặc dù cuộc tập trận ở trên Busan trên nguyên tắc là kềm chế Bắc Hàn, nhưng mà Hoa Kỳ vẫn ngó cặp mắt về phía Trung Quốc. Quý vị còn nhớ cách đây 2 ngày thì một chiếc khu trục hạm của Hoa Kỳ và một chiếc khinh hạm của Canada đã băng ngang eo biển Đài Loan lên phía bắc. Thì họ trụ ở trên đó để hợp tác với lại Nam Hàn và Nhật Bản. Nhưng những chiếc này có thể đi ngược về hướng nào? Có nghĩa là họ sẽ di chuyển ngang cái eo biển Đài Loan đi trở lại phía biển Đông. Thì điều này có nghĩa là họ sẽ đi trong vòng 1 một, à, một hai tuần nữa. Có nghĩa là phía Trung Quốc đang tìm cách tăng cường cái mạng lưới quân sự, thay đổi cái hiện trạng của eo biển Đài Loan. Do đó, Hoa Kỳ, Canada đã có khinh hạm và khu trục hạm băng ngang chỗ này, thách thức cái eo biển Đài Loan. Như vậy, ba điểm. Điểm thứ nhất là ở Biển Đông, điểm thứ hai là eo biển Đài Loan và điểm thứ ba là khu vực ở Bắc Á, trong đó gồm có hai khu vực. Thứ nhất là ở Sekaku. Sekaku tức là Trung Quốc gọi là đảo Điếu Ngư nơi mà lực lượng hải giám và hải quân Trung Quốc trong thời gian gần đây đã bắt đầu approach tức là đã tiếp cận tới gần cái khu vực lãnh hải do phía Nhật Bản kiểm soát cùng một lượt thì quý vị ở Bắc Á Nam Hàn và Bắc Hàn đang bắt đầu có những cái sự căng thẳng và sự căng thẳng này nó phải nói là bắt đầu từ phía Bắc Hàn khi mà cuộc bầu cử Nam Hàn diễn ra Bắc Hàn đã muốn tác động vào cái cuộc bầu cử tại Nam Hàn họ đã liên tục thử 7 lần các cái hỏa tiễn đạn đạo của họ Để tác động Nhưng mà cuối cùng cái tác động không thành công Ông uh, Yoon Seok-yong Là một vị tổng thống bảo thủ Vẫn thắng cử Ở trong cái cuộc bầu cử vừa rồi Và ông tuyên bố sẽ cứng rắn với Bắc Hàn Và sẽ hợp tác chặt chẽ với Hoa Kỳ Và kềm chế Bắc Hàn Cũng như là một phần chiến lược Đối với lại Trung Quốc Thì quý vị Khu vực này Cũng có thể trở thành một cái điểm nóng Nhất là Bắc Hàn Bắc Hàn thì vào tuần trước cái quốc hội của họ đã chấp thuận cho phép sử dụng vũ khí nguyên tử để bảo vệ cho lãnh đạo của họ nếu bị đe dọa. Có nghĩa là Bắc Hàn đã đi một cái bước khá mạnh. Cùng một lượt quý vị, ông Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng tuyên bố có thể sử dụng vũ khí nguyên tử luôn. Thì quý vị, rõ ràng tình hình của <laughs> Á Châu đã nóng lên. Tức là Bắc Hàn đang hợp tác với Nga để mà bắt đầu tác động và gây hoang mang cho Hoa Kỳ và khối đồng minh. Cả hai quốc gia này đều approve cái vấn đề nguyên tử. Trung Quốc thì không lên tiếng, nhưng mà họ âm thầm đưa tất cả những tiềm thủy đỉnh của họ xuống Biển Đông. Cục diện của Á Châu, tôi nghĩ rằng trong một khoảng thời gian ngắn, ngắn tức là 5 năm trở lại, có thể có xung đột phụ trang. Và ngày hôm nay thì ông Joe Biden và ông Ferdinand Marcos Jr đã có một cái cuộc gặp gỡ và trong đó ông Biden đã nhắc lại cái lời của cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo. Quý vị còn nhớ năm 2019 khi mà tới Philippines, ông Mike Pompeo đã mang cái hiệp ước đồng minh năm 1951 đưa cho Philippines xem và nói rằng Hoa Kỳ có trách nhiệm bảo vệ cho Philippines. Nhưng mà thời điểm đó Duterte vẫn còn giận, giận ở chỗ là tại sao cái bãi cạn Scarborough năm 2012 Hoa Kỳ không làm gì hết để bảo vệ cho Philippines. Cho tới giờ phút này Trung Quốc vẫn trú đóng ở trên bãi cạn Scarborough. Trong khi đó Philippines đã thắng kiện năm 2016. Do đó quý vị, ông Mike Pompeo đã rất khó khăn thuyết phục chính quyền của Duterte. Thì quý vị, lần này ông Joe Biden tái nhắc lại cái hiệu hiệp ước đó, nói rằng là Hoa Kỳ sẵn sàng bảo vệ cho Philippines Có nghĩa là Hoa Kỳ đã đi thêm một bước Hoa Kỳ đã đi thêm một bước Chỉ cần một quốc gia tại Á Châu Tại Đông Nam Á Mà lên tiếng với Hoa Kỳ Là Hoa Kỳ sẵn sàng đưa quân hỗ trợ Để đối phó và kiềm chế Cái sự bành trướng đe dọa từ Trung Quốc Thì quý vị Lời cam kết này đã được đưa ra ngay trên cái cuộc gặp gỡ bên lề của cái Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Có nghĩa là ông Ferdinand Marcos Jr. đã khẳng định một điều. Ông đứng về phía Hoa Kỳ. Và lịch sử đã lặp lại. Bởi vì thân phụ của ông xưa nay là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Mặc dù đó là một nhà độc tài. Nhưng mà là một thân là một đồng minh của Hoa Kỳ. Và bây giờ quý vị, trước khi ông lên thì người ta e ngại ông sẽ tiếp tục duy trì chính sách của Duterte bởi vì Duterte là đồng minh của ông Ferdinand Marcos Jr. Nhưng bây giờ rõ ràng cái hướng đi ông khác, ông hoàn toàn khác với lại Duterte. Thứ nhất, ông đã khẳng định ngày hôm qua khi mà ông được rung chuông trên thị trường chứng khoán Hoa Kỳ. Thì quý vị, khi mà ông tới thị trường chứng khoán Hoa Kỳ, ông rung chuông. Ông nói là bất kỳ một cơn khủng hoảng nào xảy ra ở tại Philippines thì chúng tôi cũng phải nhờ vả tới Hoa Kỳ. Và không có Hoa Kỳ Philippines không phát triển được Ông nói thẳng luôn Philippines không thể phát triển nếu không có Hoa Kỳ Có nghĩa là ông khẳng định Cái lập trường sẽ thắt chặt các mối quan hệ Với về phía Hoa Kỳ Đôi bên bây giờ chỉ còn lớn cấn một vật vấn đề Là cái cuộc chiến chống ma túy Của ông Duterte trước đây Nó gây ra một cái cuộc vi phạm nhân quyền khá lớn Mà khiến cho bộ ngoại giao Và chính quyền của ông Joe Biden Vẫn bị cái lực cản này tức là các cái nhóm tranh đấu cho dân quyền vẫn áp lực là phải đòi hỏi có câu trả lời cho cái cuộc chiến chống ma túy đó trên 6.000 người đã bị sát hại thì cái điều lớn cấn giữa đôi bên chỉ còn cái vấn đề này thôi còn vấn đề kinh tế là Joe Biden đã cam kết là sẽ hỗ trợ cho Philippines tiếp tục xây dựng hạ tầng cơ sở có nghĩa là đẩy Philippines dăng ra khỏi cái một vành đai một con đường mà Duterte đã đi với Trung Quốc thứ hai hoa kỳ sẵn sàng bảo vệ cho philippines trong khi đó cách đây một tuần lễ ngoại trưởng của philippines trong lúc mà sắp xếp cái chuyến đi cho ông ferdinand Marcos Jr. siêu nhờ bay qua liên hiệp quốc thì ông cũng đã lên tiếng tuyên bố là philippines sẵn sàng dành quyền cho hoa kỳ trú đóng căn cứ quân sự nếu đảo quốc đài loan bị tấn công ok quý vị quý vị nghĩ là Bay nằm ở manila tức là nằm ở đây quý vị nếu tôi rung, rung gần vô quý vị đây là cái Subic b là cái căn cứ quân sự cũ của hoa kỳ ngày xưa trú đóng ở đây bây giờ không còn nữa tuy nhiên quý vị việc mà trú đóng này không phải là ở Subic b Subic b chỉ là cái khúc mà ở ra khỏi ở, ở trường sa và có sự tranh chấp thôi điều quan trọng là khu vực này quý vị quý vị nhìn thấy rung gần vô đây là ở cái eo biển Pasig channel nằm giữa đài loan và philippines thì việc mà hoa kỳ trú đóng sẽ là những cái khu vực này tức là ở uh, Bayan Island hoặc là một số những cái đảo do Philippines quản trị bao gồm luôn cả à, à, khu vực này, quý vị. Đây là khu vực mà do Philippines quản trị thì lực lượng quân sự Hoa Kỳ có thể thuê mướn <laughs> hoặc có thể trú đóng tại đây để chi diện cho Đài Loan. Tại vì ở đây, quý vị, qua đảo quốc Đài Loan rất gần. Quý vị thấy rất là rõ, rõ ràng chưa? Như vậy ở hướng bắc của Đài Loan, tức là hướng đông bắc của Đài Loan là có cái. À, 60.000 binh sĩ Hoa Kỳ ở Okinawa đang trú đóng tại đây Và nếu được luôn cả Philippines cho phép sử dụng những cái đảo này Thì có nghĩa là ở Đông Nam Ngay eo biển Pacino Hoa Kỳ sẽ kiểm soát ở khu vực này Mỗi khi tàu của Trung Quốc ra vô Đều bị kiểm soát gây gắt Và kể cả ở cái eo biển Miyako Quý vị Đây là eo biển Miyako Thì quý vị nếu như mà ông Tổng thống Philippines Lần này ông thay đổi quan điểm với cái đời tổng thống trước mà để cho quân đội Hoa Kỳ giống như lời cam kết của ông ngoại trưởng đã đưa ra là trú đóng trên cái phần lãnh thổ của Philippines nếu như Đài Loan bị tấn công và đe dọa thì quý vị đó là an ninh quốc phòng của Philippines tại vì cái eo biển Pacific Channel nằm giữa Philippines và Đài Loan thì điều này cho thấy rằng là Hoa Kỳ đã bắt đầu sau mấy năm chật vật họ đã bắt đầu thuyết phục được các đồng minh nhờ thứ nhất là sự thay đổi chính trị thứ hai là tiềm năng đe dọa của Bắc Kinh càng lúc càng rõ nét đặc biệt là trong cái yếu tố bà Nancy Pelosi tới viếng thăm đảo quốc Đài Loan Trung Quốc đã huy động 6 ngày tập trận bắn đạn thật gọi là ồ ạt để mà đe dọa tới đảo quốc Đài Loan khiến cho những quốc gia ở khu vực Đông Nam Á trong đó có Philippines họ bắt đầu thấy được cái tiềm năng đe dọa quá nguy hiểm của Trung Quốc Thứ hai là do sự thay đổi chính trị. Nam Hàn dưới thời của ông Moon Jae-in thì đã đi đêm với Trung Quốc để tránh áp lực từ Hoa Kỳ. Đặc biệt là tránh áp lực từ ông Trump khi ông buộc Nam Hàn phải chi ra 5 tỷ Mỹ Kim cho việc trú đóng 28.500 binh sĩ của Hoa Kỳ tại cái căn cứ ở Incheon. Thì quý vị, ông ta tránh áp lực đó bằng cách là ông ta đã đi đêm với Trung Quốc. Và chuyện đi đêm này đã gây ra một cái hậu quả lớn là vừa rồi khi mà phía thượng hải phong tỏa tất cả cái vấn đề và là zero covid thì toàn bộ mười mấy công ty của nam hàng phải đóng cửa là bởi vì không có nguyên liệu sản xuất lệ thuộc toàn bộ vào trung quốc thì khi mà ông jun set john lên ông tuyên bố sẽ tắt chặt mối quan hệ với hoa kỳ để kiềm chế bắt hàng thì rõ ràng quý vị ông đang làm việc mặc dù ông khiếu nại với joe biden hey, anh tài trợ cho những cái xe điện mà anh loại trừ các công ty của Nam Hàn ra là không được. Ông đang áp lực cho Biden là phải cộng cái tín dụng vô cho các công ty của Nam Hàn. Thì cái này, cái này là cái lớn cấn giữa Nam Hàn và của Hoa Kỳ. Và thứ hai, Joe Biden phải đưa ra giải pháp giải quyết nguồn nguyên liệu. Thì lúc đó Nam Hàn mới đứng hẳn về phía Hoa Kỳ. Nhưng ít nhất sự thay đổi chính trị ở Nam Hàn nó đã ảnh hưởng tới cái chính sách trước đó của Moon Jae-in. Có nghĩa là ông ta sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc và Bắc Hàn. Nhờ cái sự thay đổi chính trị này mà bắt đầu Hoa Kỳ có cơ hội nhiều hơn để làm việc với các quốc gia đối tác và đồng minh tại Á Châu. Rồi quý vị, Duterte là kẻ có thành kiến sâu nặng với Hoa Kỳ. Thì bây giờ ông ta đã out game rồi. <laughs> Người kế nhiệm là Bonbon bon Ferdinand Marcos Jr. Đồng minh của Duterte. Nhưng mà Ferdinand Marcos Jr. lại có một cái truyền thống riêng trong gia đình. Thân phụ của ổng là đồng minh thân cận của Hoa Kỳ. Do đó cuối cùng ổng chọn đứng về phía thân phụ của ổng là thắt chặt mối quan hệ với Hoa Kỳ. Có nghĩa là Philippines đã chọn phía rồi quý vị. Philippines đã chọn phía ở Biển Đông. Mà nếu như Hoa Kỳ có được cái căn cứ ở tại đây, thì Trung Quốc phải qua sao? Tại vì Hoa Kỳ sẽ không phải là một tuần, hai, ba lần tuần tra trên Biển Đông. Mà Hoa Kỳ sẽ tuần tra mỗi ngày trên Biển Đông từ khu vực ở Hoàng Sa xuống tới khu vực Trường Sa nằm trong cái khu vực của <laughs> gần cái uh, lãnh hải của Việt Nam đó quý vị và không những Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ còn lôi thêm các đồng minh là Úc, Anh và Canada có thể mượn cái căn cứ mà được trú đóng trên Philippines để tuần tra cùng với Hoa Kỳ luôn. Tức là nếu kỳ này mà Philippines cho phép phía của Hoa Kỳ được đặt căn cứ quân sự thì đây sẽ là một biết điều trung quốc sẽ bị kèm chế ít nhất là họ không bành trướng được chỉ vòng vòng ở khu vực này thôi họ không xông ra thái bình dương được để phát triển cái mạng lưới quân sự của họ xuống tận nam thái bình dương họ sẽ bị kèm chế và thứ hai là tàu bè quân sự của trung quốc mà muốn xông ra thái bình dương đều phải đi qua hai cái ngõ kiểm soát của hoa kỳ và các đồng minh ở phía đông bắc của đài loan tức là cái eo biển uh, miyoka là cái khu vực mà giữa Okinawa và Đài Loan. Thứ hai là Bashi Channel giữa Philippines và Đài Loan. Có nghĩa là Hoa Kỳ đang tắt chặt hai cái gọng kèm này để mà kềm chế Trung Quốc. Thì quý vị, chính điều này đã khiến cho Tập Cận Bình và Putin đã có phiên họp ở tại Uzbekistan mà theo đó thì có thể Trung Quốc sẽ mượn cái việc mà Nga khuấy động ở khu vực Âu Châu. Và điều này cũng có thể là cái lý do mà Putin đã bắt đầu thẳng thừng lên tiếng về vấn đề nguyên tử. Cùng một lượt, Bắc Hàn đã phối hợp với Putin. Tại vì cái hình ảnh xe tay chụp xuống cho thấy là các cái căn cứ của Bắc Hàn từ trên vệ tinh chụp xuống là tìm thủy đỉnh của họ đã được đậu ở đây rồi. Có nghĩa là họ sẽ đi xuống biển và họ mà họ đi ra ngoài biển có nghĩa là họ sẽ bắn thử các hỏa tiễn đạn đạo. Tại vì không phải lần đầu tiên vừa rồi Nam Hàn, Bắc Hàn cũng đã bắn thử hỏa tiên đạn nào từ ở tiền tuyến đỉnh đi ra. Thì quý vị, đây là cái cuộc đấu trí và đấu đối đầu khi Trung Quốc cảm thấy rằng họ bắt đầu mất dần chỗ đứng ở khu vực Đông Nam Á. Thì họ phải dùng chỗ khác tác động lại. Do đó, bây giờ Trung Quốc phối hợp với Nga quậy ở trên khu vực Bắc Á. Tức là hợp tác với Nga tập trận gần eo biển, gần biển của Nhật Bản, gần Hokkaido, thì điều này có nghĩa là gì quý vị? Trung Quốc đang muốn lôi Nga vào trong cái tầm ảnh hưởng ở tại Á Châu. Rõ ràng Bắc Kinh đang chơi cái game là lôi kéo cả Putin để mà gây tầm ảnh hưởng tại Á Châu, bởi vì Trung Quốc đã thấy rõ họ dần dần mất tư thế. Sự mất tư thế này diễn ra ngay sau ngay trong cái lúc mà bà Nancy Pelosi đã viếng thăm đảo quốc Đài Loan. Lúc đó quý vị còn nhớ là hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á đang có phiên họp và vương nghị hai lần đã phải bỏ ra lần thứ nhất là trong buổi tiệc lần thứ hai là giữa lúc mà ông ngoại trưởng của nhật bản đang phát biểu và lên án trung quốc trong cái vấn đề mà uy hiếp tới eo biển đài loan thì vương nghị bỏ ra lần thứ hai thì khi cái hành động bỏ ra này là bởi vì vương nghị cảm thấy rằng cái tư thế của trung quốc đã bị giảm tại khu vực á châu do đó tại sao quý vị thấy rõ Lý Khắc Cường Đã bay tới Việt Nam Và đồng ý mở rộng thị trường Xuất cảng nông sản cho Cộng sản Việt Nam Bởi vì Trung Quốc sợ rằng Những quốc gia khác Xưa nay là chư hầu có thể thay đổi quan điểm Cho nên Bây giờ họ gọi là Vuốt ve bằng cách mở thị trường nông sản Cho Cộng sản Việt Nam Để mà họ giữ lại cái đám chư hầu Nằm ở trong cái hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á Khi mà Philippines đã turn về phía của Hoa Kỳ Philippines mà turn thì có nghĩa là Malaysia, Indonesia cũng sẽ thơm theo. Tại vì Malaysia và Indonesia có tôi như là 60 40. Họ đứng về phía Hoa Kỳ 60% thôi. 40% còn lại họ vẫn còn có cái mối liên hệ với cộng sản Trung Quốc. Nhưng nếu Philippines ngã về phía của Hoa Kỳ, hai quốc gia này sẽ không sẽ không có à, dặm chân tại chỗ. Và nếu cả ba quốc gia này mà đứng về phía Hoa Kỳ thì Singapore hết chọn lựa. Singapore sẽ không đi hai hàng được nữa Bây giờ Singapore vẫn chủ trương đi hai hàng Nhưng khi ba quốc gia này nghiêng về phía của Hoa Kỳ Thì Singapore hết chọn lựa Họ phải chọn một trong hai Quý vị Cái thế của ông Ferdinand Marcos Jr Phải nói là một cái thế rất tuyệt vời Và khi mà ông gặp gỡ với lại phía Quý vị nhớ Ông nhận chức xong Là ông đi gặp ở Malaysia, Indonesia Xong rồi bây giờ ông bay qua Mỹ ổng chưa hề đi gặp Tập Cận Bình Có thể thời gian tới Hoặc là Tập Cận Bình có thể ghé qua Philippines Mặc dù trước đó nhân vật số 3 của Cộng sản Trung Quốc đã bay tới Philippines Nhưng mà Ferdinand Marcos vẫn chưa chính thức gặp Tập Cận Bình Điều này cho thấy cái quan điểm của Ferdinand Marcos siêu nhờ Đã đứng về phía Hoa Kỳ Ít nhất bây giờ lên được 10% tức là 70% Vấn đề còn lại là hỗ trợ kinh tế của Hoa Kỳ với Philippines như thế nào để Philippines thoát dần cái một vành đai một con đường của Trung Quốc. Thì quý vị, cục thế này cho thấy Á Châu trong vòng 5 năm nữa, việc xung đột quân sự khó tránh khỏi. Cuộc đụng độ giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ khó mà tránh khỏi. Ok quý vị, đó là cái bài phân tích hiêu nhật ký vào chiều ngày hôm nay của phòng liên quan tới những cái đề tài tại Á Châu và Á Châu đang trở thành cái địa điểm gọi là có tiềm năng bùng nổ cuộc xung đột vũ trang không kém gì ở Ukraine, Âu Châu. Và nếu như nó bùng nổ thì nó sẽ thay đổi toàn bộ cục diện tại ở Châu. Cảm ơn tất cả mọi người rất là nhiều cho cái bài phân tích này. Phong sẽ trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong phần 2 của Hilton Nhật Ký. Xin quý vị và các bạn vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát hình và phát thanh của TNP Channel. Phong sẽ trở lại cùng quý vị. Cảm ơn tất cả mọi người, chúng ta gặp lại sau. Bye bye.